Mỗi con người đều có cho mình một số phận, một cuộc đời riêng biệt. Ở đó, chúng ta có quyền tự quyết của mình, có quyền tự do trong tất cả mọi quyết định. Thế nhưng, với The Truman Show của đạo diễn Peter Weir, Truman sẽ không có được những quyền cơ bản ấy của con người, bởi anh sẽ là một nhân vật chính trong chương trình truyền hình thực tế về cuộc đời của anh. Nhưng anh lại không hề biết gì về điều đó. Liệu đó là điều hạnh phúc hay đáng thương của Truman? Hãy cùng mình tìm hiểu về bộ phim này. Nếu các bạn chưa xem phim, hãy dừng video và xem phim, sau đó quay lại để xem tiếp video với mình nhé. Còn nếu các bạn đã xem phim hoặc không ngại spoil thì chúng ta tiếp tục. Đúng như tên gọi, The Truman Show là một chương trình truyền hình thực tế được công chiếu 24/7 với nhân vật chính là Truman Burbank, sống trong một phim trường khổng lồ mang tên Seahaven Island, mô phỏng lại cả một hòn đảo ở bên trong. Truman chỉ là một trong nhiều đứa bé được chọn từ khi mới sinh ra để thực hiện chương trình này. Tất cả mọi thứ từ khi Truman còn nhỏ đến khi trưởng thành đều do đạo diễn Christof sắp đặt, và sự sắp đặt này kín kẽ tới mức Truman nghĩ rằng anh đang thực sự sống trong thế giới thật. Bộ phim có đa số thời lượng kể về quá trình Truman bắt đầu nhận ra những điều bất thường trong thế giới mà anh đang sống. Đó là sự trùng lập, sự khác biệt so với những nguyên tắc vận hành của cuộc sống, và sau đó là quá trình Truman cố tìm cách thoát khỏi thế giới này. Anh gặp phải rất nhiều khó khăn bởi sự ngăn cản của đội ngũ thực hiện chương trình, mà đứng đầu là đạo diễn Christof. Thay vì phân tích thêm về câu chuyện trong phim, nhưng bởi vì bộ phim này có cốt truyện khá đơn giản và dễ hiểu, nên tiếp theo mình sẽ phân tích thêm các khía cạnh khác trong phim. Hãy nói về hai con người trung tâm của câu chuyện là Christof và Truman. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy tên của Christof là một cách chơi chữ của từ Christof, mang hàm ý ví ông ta như thượng đế, sở hữu quyền lực tuyệt đối với thế giới mà ông ta đã tạo ra. Thực chất, dù Christof là nhân vật phản diện chính trong phim, nhưng ông ta không phải là kẻ độc ác. Những lời ông ta nói với Truman cho thấy ông ta quan tâm và dõi theo anh như thể là con của mình. But in my world, you have nothing to fear. Christof thực sự dành tình yêu thương cho Truman khi ông khuyên anh hãy ở lại với thế giới của ông, nơi mà anh sẽ được an toàn và hạnh phúc. Quả thật, nếu so với thế giới bên ngoài thì Seahaven là một thiên đường thực sự, nhưng thiên đường đó lại bị sắp đặt và mọi thứ trong đó chỉ là một sự lừa dối. Xét về phía Truman, từ Truman đồng âm với Truman, có nghĩa là con người thật, không phải giả tạo. Trong một nơi mà mọi người xung quanh đều là diễn viên, mọi cảnh vật đều do sự sắp xếp, thì đây là một cuộc sống không có thật, cho dù nó rất êm đẹp và yên bình. Bản chất của con người là muốn có sự tự do. Thế giới bên ngoài có thể vận hành theo cách không như ta mong muốn, nhưng đó vẫn là một điều đáng quý trọng, vì quyền tự định đoạt số mệnh nằm trong tay ta, còn hơn là phải đi theo sự an toàn và đẹp đẽ, nhưng mãi mãi chỉ là một nhà tù để giam cầm không hơn không kém. Khát khao vượt ra khỏi phim trường ấy của Truman như muốn nhấn mạnh vào điều này. Phân đoạn anh tìm được cánh cửa lối thoát cũng là lúc Truman được giải thoát khỏi sự giả dối và các ràng buộc bủa vây trong suốt phần đời đã qua của anh. Nói thêm về sự giải thoát của Truman, anh chọn từ bỏ tất cả những gì tốt nhất mà mình đã có để bước ra ngoài và sống cuộc đời thật của chính mình. Thoạt nhìn, bạn có thể thấy đây là quyết định sáng suốt, nhưng nếu liên hệ với thực tại thì liệu có phải chính chúng ta cũng đang mắc kẹt trong một vòng lặp của cuộc sống đời thường mà ta mong muốn? Liệu chúng ta có dám điều mình vứt bỏ tất cả để đi theo khát vọng của bản thân, để đánh đổi những ước mơ, hoài bão và sự tự do của mỗi con người? Dù ra mắt năm 1998, nhưng The Truman Show đã đưa ra những vấn đề mang tính thời đại rất cao. Cho đến tận ngày nay, chúng ta càng thấy rõ điều đó là sức mạnh của truyền thông, sự ảnh hưởng của tiền bạc và ngành công nghiệp giải trí. Hàng ngàn diễn viên chấp nhận tham gia chương trình kéo dài hàng chục năm chỉ vì tiền và sự nổi tiếng. Hàng triệu con người trên thế giới ngồi trước truyền hình mỗi ngày chỉ để xem Truman sẽ làm gì tiếp theo trong cuộc đời của anh ta. Cuộc đời của Truman như phản chiếu lại ước muốn của khán giả. Họ đánh đổi thời gian để xem và cuồng nhiệt một con người đáng thương, khi Truman không hề muốn trở thành một nhân vật nổi tiếng như thế, cũng như anh phải có quyền được biết và được đưa ra quyết định của cá nhân anh, chứ không phải là một thứ để mưu cầu giải trí cho bất kỳ ai. The Truman Show mang theo những bài học có tính liên hệ lớn và những điều đáng để người xem suy ngẫm về chính mình qua hình ảnh của Truman. Rằng có một thượng đế vô hình nào đó đang kiểm soát chúng ta. Phải chăng ta đang ở trong chính một nhà tù mà ta không nhận ra rằng chính mình đang bị thao túng? Và sức mạnh của truyền thông đã ảnh hưởng đến xã hội ra sao? Truman đã can đảm để giành lấy tự do. Vậy bạn có đủ can đảm như thế? Bởi chỉ có khát khao tự do mới mang đến nghị lực vượt qua tất cả nỗi sợ và đưa con người vượt qua khỏi bức tường của chân trời. Trên đây là các suy nghĩ và cảm nhận của mình về The Truman Show. Nếu thấy mình có sai sót hay cần bổ sung chi tiết nào, các bạn có thể góp ý cho mình ở dưới phần bình luận nhé. Cũng như hãy cho mình và các bạn khác biết về suy nghĩ của các bạn về bộ phim này. Nếu thấy video này hay và hữu ích, hãy cho mình một like. Nếu thấy kênh mình có nhiều video thú vị, hãy cho mình một đăng ký để ủng hộ mình ra các video tiếp theo. Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp trên PB Movies. Xin chào tạm biệt.